Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo không có muốn lên quý vị ơi, chỉ nghe thôi à. Thôi nghe thì nghe chứ sao giờ. Kính thưa quý vị, qua mình đề hồi nãy giờ Nam được nghe lợi thế âu toan tròn, lợi thế đường tu, sớm liệu dạng đường tu. Thì nghe Nguyên Yêu Sì giải cái đoạn này của Liên Hồng Ba Hỏi thì rất là hay quý vị. Nhưng mà Nam Được cũng xin góp cái ý trong cái bài, lấy cái bài kia mà để trả lời lại cái đoạn này. Cũng như Sì thì nói chọn cái đường, con đường nó nhiều phương pháp tu, nhưng mà cái chỗ này đó Sì giải về cái chỗ con đường niệm Phật là duy nhất là rất đúng. Thì Nam Được chỉ lấy qua cái bài mà cho ông Phan Châu Bá hỏi Đức Thầy. Ông hỏi bốn câu là tan bồng đỡ thế chả sao xong, là cũng vào, cũng vào là mấy cái ý của đường tu sống dạng đường tu luôn quý vị. Tan bồng nợ thế chả sao xong, chỉ dốc từ bi cõi tắc lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn. Hỏi Đức Thầy chứ nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Cái câu hỏi này nó rất là độc đáo quý vị, chứ không phải thường. Thành thử Đức Thầy mới trả lời lại nè. Mà Đức Thầy trả lời tới 8 câu quý vị. Thành thử mình lấy chỗ này mình luận ra cái chỗ niệm Phật nè. Thì lấy chỗ này để trả lại cái bún ăn nè, mà cái chỗ này nợ thế âu toan tròn nợ thế nè, đường tu sớm liệu dạng đường tu nè. Thì Đức Thầy mới trả lời là đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Biết ăn năn sửa lấy lòng, chứ lòng là tâm quý vị. Niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp. Đó, niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, mà niệm như thế nào để tan nè. Rồi thuyền từ thầy rước lại non bồng. Rồi bốn câu sau nữa: non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh. Rồi mới tới hai câu này nó mới gắt nha quý vị: an phận yên bề, danh lợi tạm, tề gia trung hiếu dạng thân mình mà đó. Hai câu này thấy gì nó chứ nó gắt dữ lắm. Rồi thấy Nam Được thấy chỗ nào thì nói chỗ đó. Rồi cho nó hết giờ hả quý vị, quý vị rồi mình qua đọc giảng ha. Thì cái chỗ mà an phận, chứ an là không còn bận biểu, chứ phận là phận mình, phải không? An phận yên bề, yên bề là không còn lo lắng cái gì nữa hết. Danh, danh là cái gì? Danh là tiếng tâm. Yên phận, an bề, danh lợi tạm. Danh lợi là cái đường danh lợi đó. Danh là cái gì? Cái người mà vào tu rồi đó là không có ham cái lợi, mà coi chừng nó kẹt dính cái danh. Cái chỗ này nó gắt nha, nó dính cái danh rồi mà bận bịu hoài, thành thử cái chỗ này cái tâm nó không có thanh tịnh được. Mà thầy phải kêu là an phận yên bề, danh lợi tạm, của tề gia trung hiếu diện thân mình. Thì niệm dẹp được cái này á, niệm Phật nó mới có kết quả. Thì nội công mà an phận yên bề, danh lợi tạm, thì chỗ này nó đi vào cái chỗ là cái con đường hạnh phúc rồi, nó không, nó an vui rồi. Lúc này niệm Phật nó mới có một niệm thanh tịnh được đó. Mà tại sao Đức Thầy dạy niệm Phật đó là trong cái bốn đại đức đó, là vô là tới đức xã từ bi hỷ xã, mà đức xã thì thầy dạy là ta đừng có chấp một pháp nào của thế gian. Thì ngay cái chỗ không chấp một pháp nào là niệm Phật nó mới đi đến chỗ cái thanh tịnh được quý vị. Thì ngay cái chỗ này đó là Đức Thầy dạy niệm Phật là để trừ cái vọng niệm. Nhớ kỹ cái chỗ mà để trừ cái vọng niệm nghe quý vị, để trừ cái vọng niệm chúng sanh. Mà chúng sanh niệm niệm mê lầm, chẳng biết tại sao niệm Phật mà còn vụ mê lầm. Ở chỗ này phải bàn cho nó kỹ, để chúng ta niệm Phật không còn mê lầm, chứ không có gì hết. Chúng ta thường thường niệm mà nó mê lầm hoài thì nó không có, nó không có đi đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn được. Bởi vì niệm Phật thầy mới nói tới, nó là những hôm nay ai mới niệm Phật thì niệm tới nhất tâm bất loạn thì các dục tịnh còn đâu mà khởi. Cái chỗ này rất là rõ. Bị niệm Phật mà các dục tình không còn khởi thì chuyên vào cái câu niệm Phật không, nó không còn cái vấn đề gì nữa hết. Thì người tu là chuyên lo về niệm Phật, không có còn luận bàn cái gì nữa, chỉ chuyên tâm một cái câu này thôi. Niệm Phật xuyên suốt hoài tới, từ ngày lẫn đêm, từ đêm lẫn ngày. Đi làm cái gì thì biết đi làm cái đó, nhưng mà trong tâm vẫn niệm, thì gọi là niệm liên tục. Tu là phải tu liên tục chứ, nó ngừng lại một cái là vọng niệm nó nổi. Thành thử Đức Thầy mới dạy mình niệm liên tục, niệm tới nhất tâm. Nhất tâm là chỉ có một tâm niệm Phật thôi, không còn tính toán gì chuyện đời. Bởi chỗ này thầy nói là an phận yên bề, danh lợi tạm, an phận yên bề, danh lợi tạm.
Hiện đi đi vào chỗ này không thì niệm tới nhất tâm, thì niệm tới nhất tâm được á, thì tới chỗ đó quý vị thấy con người nó khác, nó không phải là như bình thường nữa rồi, nó khác rồi. Là con người nó thảnh thơi, nó nhàn nhã rồi, nó đâu còn âu lo gì nữa. Bị một tâm vào chỗ một tâm chí nguyện cho tròn đạo nè, cho đổ dân diễn thầy cũng chỉ một tâm chí nguyện cho tròn đạo. Chữ tròn này nó hết có mớp méo rồi, chữ tròn này nó tròn đầy rồi, thì lòng chớ lo chi sự đổi giờ. Đã dạo câu niệm Phật thì dạo có chết thân này thì cũng theo Phật, chứ có sao đâu mà sợ. Thì ngay cái chỗ này đó, thành niệm Phật mà tại sao để vọng niệm nó nổi thì mình không biết. Niệm Phật là để trừ được vọng niệm, trừ được vọng niệm thì hết vọng là trơn, trơn là Phật. Mà ngặt cái chúng ta còn vọng niệm, thì nó còn vọng niệm này đó, mình nói phân cho rõ ra luôn quý vị. Chỗ này nó được nói lên thì nó đụng liền, thành thử cũng không muốn nói. Nói lên mà đụng thì thôi cũng không nói chi, không quý vị. Chứ chỗ này đó là niệm, mà thấy được một niệm thanh tịnh thì cái chỗ này nó đồng với cái câu chót mà Đức Thầy thì nó niệm tới bản lai là chỗ này. Mà mình niệm mình còn vọng động đủ thứ thì chỗ này đó gọi là niệm niệm sai lầm chẳng dứt. Thì ngay chỗ này mà nếu mà lên đây mà nói trình bày thẳng quá thì nó đụng liền. Thành thử là năm được cũng chỉ gợi lên thôi. Dù quý vị phải có nghe, quý vị tìm suy tầm coi tại sao Đức Thầy phải nói niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Lợi thế không to, còn lợi thế đó ha. Đường tu sớm liệu dạng đường tu. Thì cái đường tu này nó phải sớm dạng là gì? Là Đức Thầy chỉ mình pháp môn niệm Phật. Ở đây tín đồ giáo Hòa Hảo là niệm Phật cúng lại là nhiều. Đó thì cái chỗ này đó năm được chỉ bằng dạng cái chỗ mà cũng như Quỳnh Em Xì nói đó, mình chọn cái con đường nào mình đi cho nó đúng thì đi là phải đi hoài tới. Là chọn con đường niệm Phật là phải niệm liên tục, niệm liên tục, liên tục. Cái chuyện làm thì làm, nhưng mà tâm thì niệm, mà tay thì làm. Nhưng mà cái làm nó giàu có người tu nó làm ít lại. Bởi vì danh lợi nó tạm rồi. Danh lợi là chỗ mà tiền với cái danh. Tiền là lợi mà danh là cái tiếng. Mà bây giờ phải dẹp luôn cái này đặng mà trở vào cái câu niệm Phật. Cái chỗ này là nó rất là cao rồi quý vị. Bây giờ buông tất cả hết, gọi là buông xả. Buông xả là không có dính mắc cái gì hết, gọi là buông xả. Thì ngay cái chỗ này nó trở về cái tâm không. Tâm khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trí nó ở ngay cái chỗ. Chữ Nam thì nghe rõ chữ Nam, chữ Mô thì nghe rõ chữ Mô. Thì niệm như vậy đó, tập niệm như vậy đó thì nó thuần phục. Tâm nó không còn vọng động. Mà tâm nó hết vọng thì nó trở về trơn. Bởi vì Đức Thầy nói một câu là phải dình dục vọng lòng tà, miệng nó vọng lên là tà. Mà hết vọng rồi thì trơn. Thì nhờ cái câu niệm Phật mà niệm giết nó trơn, nó không còn vọng. Thì niệm tới nhất tâm bất loạn thì chỗ này người nào có làm được thì thấy có hạnh phúc đó. Niệm tới nhất tâm thôi đó. Tới chỗ này là tới cái chỗ cũng tuyệt đỉnh rồi đó. Là niệm chỉ có một tâm A-di-đà Phật không, chứ không còn cái pháp gì nữa. Chẳng chỉ có pháp này là pháp duy nhất đó. Mà niệm tới nhất tâm vậy đó mà Đức Thầy còn chưa có cho là trọn vẹn nữa đó. Thầy phải mới xuống hàng chỗ này, quý vị coi thấy rõ ràng phải xuống hàng đó. Thầy nói niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, cho ta nương vào đó mà khỏi có trượt niệm trần ai quý vị. Thì cái chỗ niệm Phật rồi đoạn sau thầy nó tới nữa, phải trừ được thập thiện thập ác đó, thì cái chỗ niệm Phật mới có kết quả. Thì ngay cái chỗ này Lâm được chỉ gợi sơ sơ lên thôi. Thì luận chỉ sơ sơ qua cái chỗ mà cái câu hỏi Huynh liền đánh xuống là của Liên Hồng ba hỏi rồi, xin hỏi là nợ thế âu toan tròn nợ thế. Chứ tròn này là nó tròn đầy đó quý vị. Nợ thế là đường tu sớm liệu dạng đường tu. Sớm liệu là mình không có đi thẳng vào cái chỗ này. Bởi vì cái người tại gia đó thì thường thường mới than trách là mình nghèo khổ, mình làm cho nó có tiền. Nhưng mà làm rồi cái chạy theo danh lợi quyền liền cái gì. Bởi vì thấy người ta làm ta sắm xe thì mình làm riết sắm xe phải không Huynh Cát Tường? Rồi người ta sắm cái này kia mình cũng vợ con mình kêu sắm mà mình làm riết, mình sắm riết cái quên câu niệm Phật rồi lo làm nhiều hơn chứ không cho lo niệm Phật. Mà trong cái quyển trong cái tám điều lệnh cấm, điều thứ nhì ta phải cần kiểm sốt sắn lo làm ăn. Thầy kêu lo làm ăn chứ không phải bỏ đâu. Rồi mà lo tu hiền chân chắc những cái chỗ này. Hai cái này nó đi song đôi với nhau. Sao lại mình đi sâu vào mình tu mình học mình thấy mình lo làm một phần ba phần thôi, còn bảy phần phải lo niệm Phật, phải lo tu luyện tâm trí đó. Thì mình phải lo về chỗ này nhiều hơn đặng
vô thường nó đâu có hẹn đâu, mình là làm cho nó nhiều, sắm của tài sản cho nhiều, rồi sắm tài sản cho nhiều cái ra đi cái nó rối rầm, nó rối beng không vậy, ra đi cái nó thương nhà thiết của, mà Đức Thầy nói thương nhà thiết của biết chừng là ngôi, từng chừng là nguôi đó, bởi vì mình sắm cho nhiều cái ra đi cái nó tiếc, ai cũng vậy thôi, chỗ này làm được rồi thấy rất là rõ, bởi vì mình sắm của cải ra cho nhiều mà cái công mình làm nó cũng cực khổ lắm. Rồi cái vô thường nó đến cái nó tiếc hoài, nó tiếc cái của, rồi nó tiếc không biết để lại, rồi vợ mình nó có chồng khác, mình không biết sao nữa đây, rồi chỗ đó, rồi nó ở chỗ đó hoài. Rồi ra đi thì cái nghiệp nào thì quả đó dắt, nó dắt liền cái quả, mà thương nhà tiếc của thì nó phải đảo lại, bởi vì cái tâm nó ở chỗ này, mà cái tâm lúc này mà nhớ Phật á, bởi Đức Thầy kêu mình nó phải khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Rèn sớm là mình niệm Phật cho sớm, cho nó thừng, cho nó quen, cũng giống như cái máy sâu băng vậy. Quý vị thu vô cái gì thì nữa nó phát ra cái đó. Quý vị thu Nam Mô gì là Phật thì nữa nó phát ra Nam Mô gì là Phật. Mà quý vị thu tiền, kiếm tiền, giả là tài sản mình, cái gì mình kiếm đó thì nữa ra đi nó nhớ cái đó hoài quý vị. Thành thử cái chỗ niệm Phật này á, nó quên. Bởi vì thương nhà tiếc của nó quên cái chỗ niệm Phật. Cái ra đi nó khó lắm, không phải dễ đâu. Nếu dễ thì Đức Phật về thì rước gì Tây Phương hết. Mà tại sao rước không được? Cái tâm của chúng ta lúc đó nó không có học, nó xả ra toàn là cái dính cái gì thì xả cái đó. Mà niệm Phật thì nó xả ra câu niệm Phật thì Phật độ, Phật rước. Ngay chỗ này nó rõ ràng chứ không phải. Bây giờ cái thâu băng mà bây giờ quý vị thu nó đi, Nam Mô Di Phật thì nữa nó xả cái Nam Mô Di Phật. Mà quý vị thu cái gì thì danh lợi tình hay cái gì đó quý vị cũng thu vô hết đi, rồi nữa nó xả ra cái đó. Thì cái não trí của chúng ta, gọi là tâm của chúng ta, nó giống như cái thâu băng kia, không có gì khác. Bởi Đức Thầy kêu khuyên mình, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn, rèn sớm là niệm Phật cho sớm đi. Rồi mình cũng còn bẩn biểu làm ăn vậy, nhưng mà phải nhớ niệm nó nhiều nhiều. Thí dụ như nó mình đặt cho là con số 10, mà mình lên được 5 rồi đó, thì mình với nó là đang cưa hai quý vị. Lúc nhớ lúc không, lúc nhớ lúc không, mà mình lên được 6 rồi đó ha, là mình niệm nó nhiều hơn. Nhiều hơn là nó còn có 4 rồi. Mình siết tới nữa cái mình lên được 7 nó còn có 3. Mình siết nữa là mình lên 8 nó còn có 2. Lúc này dễ lắm, mình thuần rồi, quen rồi. Mà lên tới 9 nó còn có 1 ở chỗ này. Hết 2 còn 1 là thấy mới ra Thái Bình là chỗ này. Tâm mình nó thuần niệm Phật thì ra đi đâu có sợ sự chết sống gì nữa. Mình ở bên ông Phật thì cũng giống như đứa con mình mà lúc nào nó thương yêu thì Phật là vậy đó. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con đó. Thì con đứa nào mà nhắc nhở nhiều thì ông phải thương. Dạy thì dạy chung, nhưng mà đứa con nào nhắc nhở, nó nhắc tới ông cha hoài, nó mua đồ nó tặng cho ổng rồi, nó nhắc hoài, nhắc cha tôi hoài, cho tôi hoài, với người ta về tôi nói con anh tôi hết biết tụ nghiệp rồi, nó nhắc anh hoài, anh ơi, thì ông cha phải thương nó nhiều chứ sao thương. Ra đời dạy thì Đức Thầy nói dạy kẻ ngu người trí, kẻ hung dữ, kẻ hiền đức gì dạy hết, nhưng mà tới độ là khác, cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, quý vị thấy rõ ràng không? Mình niệm Phật là trở về con đường giác, nó hết mê. Nó hết mê thì tâm ta sáng lên thì Phật độ, Phật ước chứ, phải không? Thì cái chỗ mà nợ thế ông con tròn nợ thế đó, đường tu sớm liệu dạng đường tu, là mình tu là phải nó chọn con đường mình đi đó, là phải đi niệm Phật gốt tới cốt lõi luôn. Bởi vì kinh Phật và giáo lý của Thầy nó sâu sắc lắm. Thầy dạy cái đời mạt pháp này, niệm Phật nó dễ nhất, cái gì nó dễ nhất, mà phải chuyên trì niệm. Còn chúng ta niệm thì cũng cúng trong cái giờ cúng rồi niệm, thành thử này tính lại thời gian thì mình niệm rất ít lắm. Bởi vì mình cúng rồi mình niệm Phật có nhiêu đâu, thì trong cái giờ cúng để cho tâm thanh tịnh, mà tới niệm Phật cũng tâm thanh tịnh, mà đi làm cái gì cũng niệm Phật luôn, thì chỗ này nó lẹ, nó nhanh hơn cái chỗ cúng. Bởi vì mình hằng niệm Phật hoài thì tâm nó hằng thanh tịnh, thì cúng đặng mà tập trung vào cái câu nguyện, câu cúng đặng mà nó cũng trở về cái bản lai thanh tịnh. Mình tập trở lại cái chỗ mà tập niệm Phật cho xuyên suốt luôn, thì tính ra đó là cũng giống như một ngày nó có 8 tiếng để chúng ta nói chuyện đây, rồi tới giai đoạn ban đêm nữa thì nó là gọi là 24 tiếng, mà mình niệm Phật đâu có được nhiêu gì, quý vị xét kỹ lên. Mà chờ bởi chỗ này đã, Đức Thầy mới dạy là mình đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên. Đi đứng gì làm cũng được chứ không phải đợi tới giờ cúng, mà không phải đợi ngồi mới niệm Phật. Thì chỗ nào cũng niệm hơn, thì tập như vậy gọi là rèn sớm. Mà cái dao mà quý vị mà rèn sớm thì xài lâu hư.
mà tới lúc mình không rèn sớm đó ha, mình đưa vô mình lấy ra lửa nó chưa có tới lửa, rồi lấy ra đập cũng không được gì, mớp méo chân. Thành thử cái người là thợ rèn người ta gành cái vụ này. Còn cái người mà làm thợ mộc người ta gành, đức thầy nó đẻo với bào nó cũng tròn, là cũng vào cái lý này nè. Là cái người nào thầy dạy chữ cũng được chứ. Còn cái người mà uống cà tướng thì thầy nói cờ đã thách còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt là làm chi đi. Hay là người quân tử tu mi đi. Thì cái chỗ mà người quýnh cà tướng thầy cũng chỉ được, mà cái người bán chợ ở ngoài chợ thầy cũng chỉ được. Đủ đèn đèn nó đủ cái phương tiện thầy dạy cho quý vị. Rèn sớm là gì? Trở về cái pháp môn niệm Phật cho nó tịnh tâm đó. Mà nhất là quý vị tập thử niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà niệm từ chữ từ câu đó. Tâm nó ở theo cái câu niệm Phật, cái chỗ này nó di diệu lắm. Còn mình đừng có niệm điểm số, niệm điểm số để làm gì quý vị ơi. Mà cái pháp hậu trường niệm Phật á, thường thường là mấy ông lại phe năm lượt có thường đi cái chỗ này nè, là lên trả bài là thí dụ như trong một tuần nay niệm được bao nhiêu số, hay là một ngày niệm mừng được bao nhiêu, thì có ông lên niệm một ngày được 10.000 tiếng là ông là chuyên trì niệm đó nghe, thì cộng lợi là bà là một tuần đó 7 ngày thì được 7.000 tiếng. Rồi năm được cũng có vô tham dự hỏi chứ năm được là niệm được nhiêu, năm được nó niệm có niệm một à. Niệm mà niệm hoài chứ không phải mà không có biết bao nhiêu bằng tiếng, mình có điếm ở đâu, không có điếm. Thì cái pháp môn niệm Phật là mình đừng có điếm làm chi, mình niệm cứ trong tâm mình hết cái chữ này mình niệm tới chữ khác, mà niệm nó liên tục hoài như vậy. Mà quan trọng là niệm tâm với trí nó ở tại chỗ, thì ngay cái chỗ này tâm nó không còn vọng nữa, thì hết vọng mà trơn rồi chứ không có gì khác. Thì cái chỗ này nó mới đến chỗ mà tâm đồng nhau, hay là cầu Phật và vui cõi đại đồng quý vị. Thì thôi năm được nói đến đây cũng xin tạm dừng, cũng xin gửi cái mic lại cho vị thời khóa biểu phải 7 tới 3 hai em. Cái chỗ 7 với 3 nó huynh các tường ơi, là mình trở về cái chỗ niệm Phật nó 7 phần, còn lo chuyện tính toán làm ăn mình tính nó 3 thôi. Đặng chi đặng mình vượt lên tới 10 là đã xả đi rồi luôn hay sao nó được ha. Thì mình mà niệm mà tới 8 thì nó còn cái danh lợi tình nó còn có 2 à. Bị mình cái cuộc danh lợi tình này nó không thật. Mình chết rồi mình vợ mình nó cũng có chồng khác, mà vợ mình chết rồi mình cũng có vợ khác. Thành thử mình phải tập trung vào cái chỗ tu là nhiều. Nhưng huynh bây giờ năm được biết huynh đâu có đói đâu mà sợ, lo tính làm cái gì. Thấy không? Bây giờ huynh ngồi chỗ niệm Phật suốt ngày đi. Chị Út chị cũng lo hết trơn, đâu cần là anh lo. Thì anh làm như vậy rồi thì chị cũng rất là mừng, rất là vui luôn theo năm được hiểu biết. Huynh đừng có lo gì trơn, huynh lo niệm Phật đi, nằm giống niệm Phật chứ không cần mà đỡ ngậu gì chứ. Niệm liên tục mà tâm thì niệm, mà trí thì nghe. Niệm chữ A thì nghe rõ chữ A, chữ Mô làm gì có suốt ngày suốt đêm đi. Rồi tới chừng nào mà tâm huynh làm thử 1 tháng 1 năm thì thấy rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn đó huynh. Em biết cái gia đình của huynh là rất là rạch luôn á. Huynh bây giờ chỉ ngồi niệm Phật thôi. Mà tuổi của huynh thì nó cũng già đợi rồi. Tuổi của huynh là lớn tuổi hơn của đệ rồi. Mà giờ chót này mà huynh không lo làm nữa đó hen. Tới ra đi là nó khổ sở chứ. Bởi vì Đức Thầy khuyên người rèn sớm, mà huynh bây giờ huynh rèn rồi thì biết đâu huynh sống thêm tuổi, có người sống mà thanh tịnh rồi, sống già sống dai lắm gì ơi. Thấy gì chứ nó không có chết. Còn cái người âu lo nó khổ sở mới chết, khóc lóc mới chết. Còn cái người mà tâm nó thảnh thơi lo niệm Phật không là nó tâm thảnh thơi mà. Tâm nhàn nhã thì sao chết được, thành thử nó sống hoài mà là càng niệm Phật là trí tuệ nó càng phát triển cao chừng đấy. Cái này chị Quý Ngọc nói nè, khi chết rồi còn sợ vợ có chồng khác hả? Thì cái chuyện này là dĩ nhiên của thế gian đó chị. Người cái người mà cái tâm ông lo nè, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn là mình phải dứt liền tay đây. Bởi vì vợ mình cũng giả mà mình cũng giả, mình đây rồi chết rồi cũng đâu có đem gì được theo. Thì cái chỗ này biết được cái giả này đang chuyên trì vào cái câu A Di Đà Phật, thì chỗ này đó mình độ được mình rồi đó, mới độ được củ quyền. Mà mình không độ được mình rồi, không có niệm Phật đặng mà Phật độ mình rồi mình mới tu tiếp nữa, thì chỗ này nó thất bại. Bị mình độ mình không được, mình độ ai vậy?
Thì thôi anh Năm Được xin gửi cái mic lại cho huynh liền nha. Cũng có đôi lời thì chỗ nào có thiếu sót, có nói có là sai sót là quý vị cũng thông cảm nha. Lâu lâu Năm Được lên nói chuyện hơi gung. Dạ Nam Mô Và Phật, thì xin mời huynh cầm mic qua chương trình đúng 3 giờ rồi, đặng mà quan âm thánh giảng. Nam Mô A Di Đà Phật.